Dương Cẩm Linh mượn tiền bất thành, bốc trần sự thật với ai đó, chị không cho vay mà còn chà đạp em. Đầu năm 2023 vừa qua, ồn ào nữ diễn viên Dương Cẩm Linh quỵt nợ từng gây xôn xao cõi mạng. Người đẹp thậm chí còn bị chủ nợ tìm đến tận nơi sinh sống để phát trực tiếp và đòi tiền công khai trước sự chứng kiến của nhiều người. Mới đây trên trang cá nhân, Dương Cẩm Linh không giấu khỏi sự buồn bã khi nhận về bình luận tiêu cực từ một người quen biết. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết chị này đã nói với mình rằng chị chưa từng nợ hay vay mượn ai một đồng. Chị từng chà đạp em thảm tệ. Chị may mắn có cuộc sống gia đình hạnh phúc nên không lâm cảnh nợ nần. Và em biết chị qua một người bạn giới thiệu chị là người cho vay. Khi em lâm cảnh khó mới gọi hỏi chị. Thế là chị không cho vay mà còn chà đạp em, chị nhỉ? Và còn nhiều điều lắm. Ngay sau đó, người đẹp đã tiếp tục đăng bài viết để tự an ủi bản thân. Cố gắng, mọi may mắn sẽ đến nếu mình biết trân trọng tất cả mọi thứ, kể cả những điều bất như ý. Nhiều người chà đạp khinh trẻ thì bạn càng phải cố gắng hơn nữa. Bên cạnh việc chăm chỉ thì sự kiện Dương Cẩm Linh còn nhận thêm quảng cáo các sản phẩm ở trên trang cá nhân. Dễ dàng nhận thấy thời gian gần đây, Dương Cẩm Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui tươi tích cực trên trang cá nhân. Có thể thấy người đẹp 8X dần lấy lại được tinh thần sau những biến cố. Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại, diễn viên Ải Mỹ Nhân cho biết, công việc buôn bán cũng ổn và có nhiều cơ hội kinh doanh giúp tôi trả dần nợ. Mọi người hiểu cho tôi, đồng thời tôi có những khoản cam kết với chủ nợ và thực hiện đúng cho đến bây giờ. Tôi chưa hề làm chủ nợ nào thất vọng hay phiền lòng, chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ sớm thôi. Bên cạnh đó, Dương Cẩm Linh còn tiết lộ cô chỉ còn nợ tiền vài người thân quen, nên cuộc sống có phần dễ thở và không còn căng thẳng như trước. Cách đây không lâu, Dương Cẩm Linh cũng đã chia sẻ đoạn video mới trên trang cá nhân. Sau biến cố nợ nần, nữ diễn viên đã dần lấy lại tinh thần ổn định và chăm chỉ làm việc để trả nợ. Bên cạnh những lời động viên an ủi bà mẹ hai con thì một cư dân mạng để lại dòng bình luận mỉa mai trả hết nợ chưa. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã nhanh chóng đáp lại thẳng thắn. Cảm ơn em, nhờ sự quan tâm của em chị tạm sống được và dần trả hết nợ. Thời gian qua, cuộc sống của Dương Cẩm Linh thay đổi hoàn toàn sau biến cố nợ nần. Nữ diễn viên từng tiết lộ phải bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu để trả bớt các khoản nợ. Ngoài làm nghệ thuật, Dương Cẩm Linh vẫn tiếp tục duy trì việc kinh doanh khi livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Song song với làm việc, cô cũng dành thời gian để chăm sóc hai cậu con trai. Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng ổn định kinh tế để lo cho các con và trở lại hoạt động nghệ thuật. Đến hiện tại, diễn viên sinh năm 1982 đã trả được khoản nợ 3 tỷ đồng. Số tiền 3 tỷ đồng còn lại cô cũng dự kiến sẽ thanh toán trong một năm tới. Trước đó, vào tháng 1 2023, diễn viên Dương Cẩm Linh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Linh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Dương Cẩm Linh khẳng định mình không quỵt nợ mà đang cố gắng kiếm tiền để trả. Sau sự việc, cô cho biết bị đoàn phim Gia Nhân hủy hợp đồng. Ngoài ra, cô cũng mất hợp đồng trị giá 60 triệu đồng để dự sự kiện. Dương Cẩm Linh sinh năm 1982. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Nam, ghi dấu ấn trong những bộ phim như Hoa Dại, Ngõ Vắng, Tiệm Ăn Gì Ghẻ, Bánh Mì Ông Màu. Ngoài ra, cô cũng từng đoạt giải Á hậu điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 2000.